Mr Xuôi xin chào các bạn. Sau ngót nghét 7 năm dài xa lầy tại Đông Dương, người Pháp dần muốn thoát ra khỏi cuộc chiến bằng một chiến thắng cuối cùng. Bằng kế hoạch Navarre của vị tướng cùng tên Henri Navarre, họ đã đưa quân lên Điện Biên Phủ, xây dựng một tập đoàn cứ điểm hùng hậu nhằm đè bẹp Việt Minh. Kế hoạch ấy hoàn hảo, kịch bản ấy đẹp, nhưng nó phá sản hoàn toàn. Thay vì đè bẹp Việt Minh, cụ Hồ và vị đại tướng của ông, tướng Giáp, thì người Pháp lại là bên thua cuộc. Chỉ một nước cờ sai cùng thái độ khinh thường đối thủ, Henri Navarre và người Pháp đã bị đại tướng Võ Nguyên Giáp chiếu bí, dạy cho một bài học đầy đau đớn. Cái người Pháp thua chính là thua một cái đầu quá nhiều sạn của tướng Giáp, một tài năng quân sự đặc biệt. Mời các bạn cùng theo dõi video Sự toan tính của người Pháp. Cuộc chiến giữa Pháp và Việt Minh tính đến khi ấy đã kéo dài ngót nghét 7 năm kể từ ngày người Pháp quay trở lại Đông Dương. Không chỉ mất đi danh tiếng, họ còn chuốc lấy những trận đại bại và con số thương vong khổng lồ trên chiến trường. Ước tính cho đến năm 1952, đã có 9 vạn lính Pháp bỏ mạng tại Đông Dương, mất tích hoặc bị thương. Một sĩ quan cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ là John Aulie, người theo dõi sát sao tình hình cuộc chiến, nhận xét: Pháp đã mất số sĩ quan nhiều hơn cả số tốt nghiệp các trường sĩ quan của nước này. Ngày 7 tháng 5 năm 1953, Henri Navarre, vị tướng 4 sao của Pháp, được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương. Lúc này, Pháp đang càng lún sâu và xa vào cái bẫy mà Việt Minh đã giằng sẵn đợi họ. Tư thế tiến công đe dọa Việt Minh phải rời khỏi Hà Nội, rút lên vùng an toàn Việt Bắc. Pháp chỉ sau vài năm bị đẩy dần vào thế phòng ngự. Họ không biết làm sao để giành lại ưu thế trước những người lính du kích biết ẩn mình trong những cánh rừng già. Họ cũng chẳng biết làm sao để tiêu hao được lực lượng của Việt Minh. Cứ một người ngã xuống lại có 3 người đứng lên, quả thật là hết cứu nổi. Khi vừa mới nhậm chức, Navarre đã cứng rắn tuyên bố rằng: Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy rõ chiến thắng, giống như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Navarre quyết định chọn Điện Biên Phủ là cứ điểm phòng ngự chiến lược mạnh nhất Đông Dương khi đó, với ý đồ chặn đường tiếp tế của Việt Minh đi qua Lào, đồng thời thực hiện chiến lược tập trung dồn lực lượng theo kiểu còn nhím, khiến kẻ thù khi tấn công sẽ bị tiêu hao sinh lực và thất bại. Nhưng tại sao lại là Điện Biên Phủ? Tại sao lại là một thung lũng lòng trào, khó ra và cũng khó vào, nằm heo hút ở tận miền Tây Bắc Việt Nam? Thật ra, Pháp đã nhằm nhè sử dụng Điện Biên Phủ để kết liễu đi Việt Minh một lần và mãi mãi. Nhưng mọi toan tính của họ trước đây đều không thể thông qua vì có quá nhiều sự sơ hở và chưa có một vị chỉ huy đủ tài năng để tạo nên một cứ điểm hùng mạnh. Mãi cho đến khi Henri Navarre xuất hiện cùng kế hoạch của ông thì mọi sự mà người Pháp toàn tính mới trở nên trọn vẹn. Nằm ở một khu vực hẻo lánh, cách biển đến 450 km và Hà Nội hơn 400 km. Điện Biên Phủ vốn đã là khu vực mà Pháp kiểm soát được từ lâu. Thung lũng này như một cái lòng trào rộng lớn, cồng khó, thủ dễ, chỉ có thể tiếp cận được bằng đường hàng không. Để đấu với Việt Minh, quân đội Pháp rõ ràng có ý định về một trận đánh giàn quân trên một khu đất phẳng, cùng với hỏa lực hỗ trợ từ pháo binh và những chiếc xe tăng mà Mỹ đã viện trợ cho họ. Họ muốn bóp nát và nhổ đi từng người lính Việt Minh ngay tại chính từ địa này. Với kế hoạch mang tên mình, Navarre nhanh chóng biến thế phòng ngự sang thế phản công cho người Pháp. Tháng 11 năm 1953, Pháp với lực lượng không quân hùng hậu cho mở chiến dịch Castor, thả 9.000 quân Pháp xuống lòng trào Điện Biên Phủ và đánh chiếm nơi này. Pháp cũng cho triển khai các trung đoàn không vận, đội lính Lê Dương, đội xạ thủ châu Phi, binh đoàn thuộc địa người Việt và số lính đánh thuê người Thái, Lào và Mường. Quân số lên đến 16.000 người tham gia phòng thủ Điện Biên Phủ. Đại tá Christian de Castries, một sĩ quan kỵ binh bảnh bao từng có thành tích tham chiến ấn tượng, được bổ nhiệm làm chỉ huy tập đoàn cứ điểm. Lực lượng Pháp dưới thung lũng có một phân khu trung tâm, xung quanh là 8 cụm cứ điểm chính được lấy theo tên các tình nhân của đại tá Castries, cùng 49 cứ điểm phòng thủ. Phân khu trung tâm Điện Biên Phủ gồm 5 quả đồi có rừng bao phủ và phía dưới là cánh đồng Mường Thanh hình trái tim. Lớn tiếng trước các binh lính trong những bộ quân phục giản dị tại Điện Biên Phủ, Henri Navarre đảm bảo với họ về chiến thắng. Ông ta không tin vào khả năng lãnh đạo quân đội của tướng Giáp, nói rằng ông Giáp thực ra là một thầy giáo dạy sử, có bằng luật và chưa bao giờ kinh qua một trường đào tạo quân sự nào. Navarre đã đúng và ông cũng đã quá khinh thường tướng Giáp, Việt Minh và sự chuẩn bị cho trận quyết chiến. Ngay khi hay tin người Pháp sẽ chuẩn bị cho một trận quyết chiến, một cuộc họp đã diễn ra cùng với sự có mặt của Bác Hồ. Khi Bác Hồ hay tin người Pháp sẽ chọn Điện Biên Phủ cho cuộc quyết chiến ấy, Bác cởi chiếc mũ đang đội, ném lên bàn và sau đó chỉ thẳng vào chiếc mũ đang lật ngửa, ví như một thung lũng sâu và rộng. Cụ nói: Quân Pháp sẽ bị chôn sống ở đây. Để tiếp cận Điện Biên Phủ, Việt Nam sẽ phải đưa lực lượng của mình và quân nhu vào Điện Biên Phủ bằng đường bộ. tướng Võ Nguyên Giáp có kế hoạch triển khai 50.000 nam và nữ quân nhân tham gia chiến đấu và 20.000 dân công hỏa tuyến ở mọi lứa tuổi tham gia tiếp tế. Để đến được Điện Biên Phủ, Việt Minh sẽ phải xây dựng những con đường mới và cầu phao. Và chuyến hành quân đặc biệt này sẽ phải mất ít nhất 2 tuần bằng cả đi bộ, đi xe đạp hoặc bằng thuyền nhỏ. Tại Điện Biên, Tướng Giáp đã liên lạc với chỉ huy các tiểu đoàn từ một sở chỉ huy rất đơn sơ ở khu rừng gần đó. Ông làm việc và sống bên trong căn lều nhỏ ở dưới chân một quả đồi. Căn lều chỉ được trang bị một cái bàn gỗ, 2 chiếc ghế mây và một chiếc giường đệm cỏ khô. Hầu như tất cả thời gian ông có mặt trên lều và chỉ xuống hầm khi có không kích. Khi người Pháp bắt đầu đổ quân xuống Điện Biên Phủ, Tướng Giáp biết rõ rằng chỉ cần những người lính của ông có đủ những khẩu pháo họ cần thì người Pháp sẽ bị kết liễu tại đây. Do Pháp phụ thuộc nặng nề vào hoạt động hỗ trợ đường không, lính Pháp đang ở thế bất lợi nghiêm trọng. Thách thức lớn nhất với Việt Minh là làm thế nào để tay không chuyển những khẩu pháo nặng lên đỉnh đồi, qua những vạt rừng mênh mông, qua những dãy núi và đến được những địa điểm đã được ngụy trang trên những quả đồi bao vây quanh quân Pháp. Quân Việt Nam đã hành động bí mật và gần như cả đêm. Với nỗ lực phi thường, kiên nhẫn và thầm lặng, họ đã xây dựng lại những đường mòn và sau nhiều tuần đã kéo pháo vào vị trí chiến đấu. Nhưng một lần nữa, vấn đề lại hiện ra, làm sao để tiếp cận và tấn công phân khu trung tâm và cứ điểm phía Nam. Hai vị trí này quá trống trải và người lính Việt Minh sẽ nằm dưới tầm đạn pháo cũng như xe tăng quân địch. Nhưng Tướng Giáp đã có cách của ông, đó chính là những đường hầm và giao thông hào. Những người lính và cả dân quân như những con chuột bờ sông Nậm Rốn đào nên những đường hầm vĩ đại tiếp cận người Pháp ngay dưới chân của họ. Họ làm việc miệt mài, không mệt mỏi, chỉ có tiếng cuốc bổ và đất rời, nhưng đầy quyết tâm mà không mất đi một tâm hồn lãng mạn. Bước vào cuộc chiến sinh tử Điện Biên Phủ, trận chiến vĩ đại khai mạc vào ngày 13 tháng 3 năm 1954. Sáng ngày hôm ấy, tiếng pháo và những vụ nổ đã đột ngột xé toang sự yên tĩnh của thung lũng, khiến lũ thú rừng chạy tán tác. Bằng những khẩu pháo được bố trí phân tán trên những đỉnh đồi cao, Việt Minh bắt đầu nã pháo xuống sân bay Mường Thanh. Đến giữa trưa, 3 chiếc máy bay đã bốc cháy, còn những chiếc khác cùng chung số phận bị hư hỏng nặng. Đối với quân Pháp, điều thậm chí còn nghiêm trọng hơn là đường băng, đường sinh mệnh của lực lượng này đã bị tàn phá. Một đại đội và 2 xe tăng Pháp đã bắn trả, trong khi Việt Minh tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào những bãi đáp máy bay và cũng cứ điểm Beatrice gần bản Hibla ở phía bắc. Đại tá de Castries không biết rằng hỏa lực pháo binh Việt Minh đã bảo vệ thung lũng cùng bãi đáp máy bay của Pháp trong bí mật. Phía Việt Nam bắt đầu cuộc tấn công quyết định vào chiều cùng ngày, thời điểm đủ muộn để khiến Pháp không thể cầu viện hàng không trước khi trời tối. Lúc 5 giờ 30 phút, cả sơn đồi Him Lam ngập tràn lính Việt Minh trong bộ quân phục màu xanh lá cây và những chiếc mũ kết bằng lá dừa. Mỗi một phụ nữ và nam giới cầm một khẩu súng trường có gắn lưỡi lê cố định. Lặng lẽ, họ nhô lên từ những giao thông hào lượn quanh chân đồi. Choáng váng trước cảnh tượng này, lính Pháp cố gắng tấn công lại bằng trọng pháo nhưng đã quá muộn. Quân Việt Minh đông hơn và cứ điểm đã bị chiếm. Một cảnh tượng khiến phía Pháp sửng sốt đến mức quân Pháp mất hết tinh thần. Đại tá de Castries đối mặt với cơn khủng hoảng với rất ít sự trợ giúp từ các chỉ huy. Trung tá Keller, tham mưu trưởng, bị suy nhược thần kinh và ẩn náu dưới căn hầm trú ẩn sâu nhất, đầu đội mũ sắt. Đại tá Charles Pyroth, người trước đó đã từng hung hồn tuyên bố rằng sẽ cho pháo binh Việt Nam câm họng, đã suy sụp nặng, trao toàn quyền chỉ huy lực lượng pháo binh cho người phó của ông ta, rồi lặng lẽ rút lựu đạn tự sát trong hầm riêng. Sáng sớm 30 tháng 3, Việt Minh bắt đầu đợt tổng công kích thứ hai với một loạt cuộc tấn công nhằm vào phân khu trung tâm Điện Biên Phủ, cuộc chiến trên 5 quả đồi quanh bờ sông Nậm Rốn. Tối đầu tiên của tháng 4, quân đội Pháp bên các đường dây liên lạc trên chiến trường đã dần bị cắt hết. Nhiều nơi không thể nhận được lệnh, cảnh báo hay thông tin từ cấp trên, họ rơi vào hoảng loạn. Việt Minh đã kiểm soát thêm nhiều cứ điểm và căn cứ. Họ tiếp tục các cuộc tấn công vào những bãi đáp của máy bay và từ ngày 27 tháng 3, những bãi đáp này trở nên vô dụng. Trung tuần tháng 4, Việt Minh giành chiến thắng hoàn toàn và gọi những gì còn lại của cuộc đối đầu là con voi đang chảy máu và chết dần. Giữa các đợt pháo yểm hộ, loa của Việt Minh bắt đầu phát thông điệp cho quân Pháp dọc thung lũng, thuyết phục quân của tướng de Castries đầu hàng. Ngày 14 tháng 4, Pháp đã cầu xin Mỹ dùng bom nguyên tử tại Điện Biên Phủ. Kế hoạch không được thông qua. Quân Pháp đang chết dần chết mòn tại Điện Biên trong kế hoạch hoàn hảo của họ và sự khinh suất từ Henri Navarre. Ngày 1 tháng 5, Việt Minh phát động cuộc tổng tấn công thứ 3 với một loạt cuộc tấn công dữ dội và một cuộc tấn công ồ ạt bằng pháo nhằm vào các căn cứ ở phía Nam và phía Đông. Việt Nam đã chiếm giữ được cụm cứ điểm phía Đông, Elian, trước đó là dưới sự chỉ huy trực tiếp của tướng de Castries. Trận quan trọng với tướng Giáp Trong những ngày cuối cùng này là cuộc tấn công vào cứ điểm gần bờ trái sông Nậm Rốn, có nhiệm vụ bảo vệ cứ điểm chỉ huy trung tâm. Trong số 49 cứ điểm phòng thủ, đây là một cứ điểm mà Pháp gọi là cổ họng Điện Biên Phủ, cũng là nơi Pháp gánh tổn thất lớn. Tướng Pháp phát hiện rằng quân Pháp vào quả đồi này qua một pháo đài được xây dựng nhiều năm trước đây. Trong 16 ngày, lực lượng công binh của Việt Minh đã đào một hầm ngầm tới quả đồi. Đến được cứ điểm này lúc 8 giờ 30 phút ngày 6 tháng 5, họ đã cho nổ một tấn thuốc hất tung hệ thống hầm ngầm cuối cùng. Vụ nổ này lớn hơn và mạnh hơn bất kỳ vụ nào trước đó. Ngày 7 tháng 5, quân đội Việt Minh vẫy cờ đỏ sao vàng trên hầm chỉ huy của tướng de Castries. Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại kéo dài gần 8 năm của người Việt Nam đã kết thúc như thế. 3.000 ngày đêm kháng chiến, 56 ngày đêm khoét núi, đục hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non đã cho nhân dân Việt Nam một tương lai độc lập tự do như thế. Người Pháp Henri Navarre, Christian de Castries, Charles Pyroth đã thất bại tại Điện Biên Phủ và học được một bài học nhớ đời như thế. Và cho đến bây giờ, thế giới vẫn sẽ còn nhắc lại chiến thắng Điện Biên Phủ với tư cách là một kiệt tác quân sự đến từ vị tướng chẳng qua một trường lớp chính truyền nào, một người thầy giáo lịch sử đã viết nên lịch sử của Việt Nam và cả một trận thua lịch sử đầy đớn đau cho người Pháp, không ai khác ngoài Võ Nguyên Giáp. Việt Nam có lấy một chiến thắng trong trận Điện Biên Phủ là đánh đổi bằng mồ hôi và xương máu của rất nhiều chiến sĩ. Nhưng nó hoàn toàn xứng đáng với những gì chúng ta muốn và phải có bằng mọi giá, độc lập và tự do. Một chiến thắng chung chứ không của riêng ai. Bài học từ chiến thắng Điện Biên Phủ ư? Rất đơn giản mà thôi. Đó là một chiến thắng của sức mạnh văn hóa, tinh thần dân tộc của một dân tộc chống ngoại xâm suốt 4.000 năm lịch sử. Đó là chiến thắng từ sự lãnh đạo sáng suốt của lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại thông qua tài năng quân sự của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Không chỉ Việt Nam, đó là chiến thắng của những dân tộc đang bị áp bức, những quốc gia đã không ngừng ủng hộ và cảm thông, đồng tình với cuộc chiến giành lấy độc lập tự do của Việt Nam. Và quan trọng hơn hết, tướng Giáp đã đánh giá rất cao Navarre và kế hoạch của ông chứ không hề chủ quan, khinh suất và khinh địch như địch thủ của mình. Đó là cốt lõi của nhà binh, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu các bạn thấy video này bổ ích, đừng quên để lại một lượt like, đăng ký kênh và chia sẻ video đến nhiều người hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.